Chào các bạn nhá. Chào các bạn, đây là một con motor 750W các bạn ạ. Đây là một motor bơm nước 750W. Tôi mới cắt cái đầu phần buồng áp này đi các bạn ạ. Tôi chế nó thành cái máy gọi là máy làm sạch cái vỏ cây mía đấy các bạn. Đó, để mình lấy mía mình xay nước mía uống đấy các bạn. Đó. Các bạn thấy tôi chế quả này có cái này nó dễ đấy các bạn ạ. Cái cách mà chúng ta làm ấy thì chúng ta lấy nguyên một con bơm như này nhá. Đây. Tôi có một con bơm. Bạn lấy nguyên một con bơm 750W như này. Đó. Bơm cũ thôi các bạn ạ, cho nó rẻ các bạn nhá. Thế xong bắt đầu các vẫn chạy bình thường, nếu nó kêu bi thì bạn thay bi. Bạn lấy cái máy cắt, bạn cắt đứt này rồi này, bạn cắt đứt này. Cắt đứt hết đây đi này, cắt đứt đây này. Tháo cánh ra này, tháo phớt ra này, cắt đứt hết đi. Và cắt ra thì cùng nó còn phần này thôi ạ. Đó, nó chỉ còn mỗi phần thân điện này thôi ạ. Thì cái khoảng đoạn đầu trục này này, các bạn sẽ đệm cho tôi hai vòng bi vào 6202 vào đây. Hai vòng bi, hoặc bạn cắt một cái đói để bạn đón ở đây thì để làm sao cho nó khoảng cách để cho nó cách cái đoạn này ra. Đó. Tôi có thể tháo này cho các bạn xem nhá. Thì các bạn tạo khoảng khoảng cách ra. Nó ra thì bạn mới có thể lắp được hai cái lưỡi đánh dỉ vào đây. Đây là hai cái đánh dỉ cho thợ cơ khí làm sắt. Đó. Thì các bạn bật máy lên quay là các bạn đưa mía vào đây. Bạn đưa mía vào đây là nó quay sạch hết cái vỏ cái mía luôn. Để chúng ta xay mía các bạn nhá. Thì đấy là cách mà chúng ta chế một cái con motor bơm nước 750W các bạn ạ. Đó. Bây giờ tôi để tháo cái đầu này ra cho các bạn nhìn nhá. Cái cách mà chúng ta thì đầu tiên chúng ta phải mua được cái máy này về trước đã, xong chúng ta cắt đứt cái phần đầu buồng áp này vứt đi. Bỏ ra, tháo cánh ra. Đấy, thì nó sẽ được cái phần con motor như thế này. Tôi sẽ tháo cho các bạn xem này. Đây, tôi tháo cho các bạn xem nhá. Thực ra này anh em mà rảnh thì tự mua motor về nghịch nhá. Đây nhá, nhà nào bạn nào làm máy mía ấy, à mà làm xay mía ấy, các bạn thấy không? Đây này, cái con máy motor 750W như này này. Tôi cắt đứt hai phần buồng áp vứt bỏ đi thì nó sẽ lòi ra được cái phần như này các bạn ạ. Đấy. Thay bi vào quay trơn êm du các bạn nhá. Có cái quạt gió nó hoay, chúng ta phải lắp cabo nó hoay vào để cho nó làm việc ở chế độ dài hạn làm lại, nó không bị nóng máy các bạn nhá. Bạn lắp phải cá búng cabo của nó thì nó mới thổi gió vào đây làm mát được máy. Đấy. Thế khi mà chúng ta lắp vào đây thì cái đầu này nó vào đây sát này thì chúng ta lắp rất là không được. Và làm cái hoạt sẽ không được thì chúng ta phải lấy mấy cái vòng bi. Đây như tôi đệm mà tôi dùng để tới những ba vòng bi. Ba vòng bi này 6202 các bạn ạ. Hoặc là bạn cắt một cái mạch thợ tiện, người ta tiện một cái ống sắt ấy, bạn cắm vào trong này. Đó. Là để cách cái đầu trục này ra. Đó, xong bạn luồn vòng bi này nữa vào. Đấy, luồn vào đây này. Đó. Tôi cần đến ba cái đói của vòng bi. Thì lúc này tôi sẽ lắp được cái này. Tôi lắp được cái lưỡi đánh dỉ này vào. Tôi lắp hai cái gối lưng vào nhau các bạn nhá. Xong bạn kê một cái đệm long đen đệm vào đây. Đó. Bạn nhìn đây này. Nó rất là dễ thôi các bạn ạ. Đấy. Kê long đen đệm này, xong bạn lắp cái long đen lên đây. Xong bạn vặn ốc này vào. Thế là xong, rất là dễ các bạn nhá. Đấy. Thì coi như là cái này là cái cách mà chúng ta lắp cái đánh dỉ này vào để chế thành một cái máy nó tước cái vỏ mía đi bạn ạ. Nó rất là hay, sạch sẽ. Tôi thử quay cho các bạn xem nhá. Nó là một con motor bơm nước đấy. Tôi cắm điện cho các bạn xem nhá. Đấy, các bạn thấy không? Anh có thể rút ra xem nó dừng lại nhá. Đó, bạn thấy không? Nó sẽ tạo một cái quỹ đạo quay ở đây này. Đó. Thì nó mới có mía nên nó cọ mới được. Đây tôi thử quay cho các bạn xem nhá. Đây. Anh Võ thử cắm cho em phát xem nào, nó cho nó quay đi, quay máy đi. Ừ. Các bạn đây là sửa đây cái mía, tôi không có mía các bạn ạ. Kẻ có cái mía thì đẹp nhưng mà tôi không cần mía. Đây, bạn nhìn này. Tôi giả sử cái đầu búa này nó đen đen rồi bẩn đây này, nhìn này, thấy không? Nó đen rồi bẩn đấy nhá, bạn nhìn này. Đấy, nó sạch ngay rồi. Đấy, bạn thấy không? Thấy chưa? Đấy. Thì đây là cái cách để mà cạo vỏ mía đấy. Đấy, bạn thấy không? Sạch bong chưa? Thì cây mía nó dựa trên cơ chế này, nó cũng đánh bọc bong hết cái bẩn đi. Đó. Thì đây là cái cách mà chúng ta chế một cái motor bơm nước 750W để thành một cái máy đánh vỏ mía các bạn nhá. Qua video này các bạn có thể tự chế được nhá. Chào các bạn. Các bạn nếu thấy hay thì bạn chia sẻ cái video cho người nào đó cần đến nó, hoặc là các bạn có thể đăng ký kênh YouTube của mình để cập nhật những thông tin về cái máy thi công xây dựng và những cái máy chế vào cho cái việc mà đánh tuốt vỏ mía này các bạn nhá. Các bạn comment ở phía dưới video này, hoặc là có thể có kết bạn với số điện thoại của tôi qua Zalo ấy, ở phía dưới video có số điện thoại của tôi các bạn nhá. Đây là cách chế dễ nhất đấy các bạn ạ.
Rồi chào các bạn nhá. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe và thành công. Xin chào các bạn.